Thời tiết nóng quá, cô gái muốn uống một chai nước ngọt No, oh no, không phải chai này đâu Mà là nước ngọt này nè Kẹo dẻo du hình chai nước ngọt Kẹo mút du nè Thấy không? Không thấy thì thôi Nhìn sơ qua thì mọi người đều nghĩ cô gái đang ăn kẹo dẻo Nhưng nhìn kỹ lại thì mới thấy cô gái cũng đang ăn kẹo dẻo Kẹo mút vì coca Kẹo mút vì tăng lực Cô gái bỗng thấy mình tràn đầy năng lượng như con dưỡng Một chiếc bánh kem phủ đầy kẹo dẻo Nhìn cũng mà lem mà lem mà lem đó Hồi nhỏ Cô gái hay xin tiền mẹ để mua bánh kem ăn tràn bản họng của mình. Bây giờ lớn lên đi làm có tiền rồi, thì cô gái vẫn moi tiền mẹ để mua bánh kem ăn tràn bản họng của mình. Cô gái ăn thử kẹo dẻo su với lại kem tươi nè. Thành phần của kẹo dẻo su rất thật, cô la thật, tăng lực thật, ăn vào có cảm nhận thật và cô gái ăn hết ly kem này là thật. cô gái ngâm nước kẹo dẻo du mà nó không có nở ra nè. không biết ăn nhiều kẹo dẻo rồi mình có nói chuyện dẻo miệng hay không nữa. chứ từ nãy giờ cô gái không có thấy cái miệng mình dẻo một xíu nào hết trơn á. để cô gái hút trọn muỗng kẹo dẻo này rồi cảm nhận vị thanh mát của nó được lúc nào hay lúc nấy. bye bye